Hello các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của xe đạp VIP. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh chị cái mẫu xe Spear xuất từ trường Nhật. Tháng trước thì mẫu xe này đang được chiết khấu 5%, nhưng tại thời điểm tháng 8 này bên em chiết khấu mẫu xe này 10% cho tất cả các anh chị nào đam mê xe đua. Nhân tiện hôm nay chiết khấu cái dòng xe này 10% thì em mang vào số em review lại cho các anh chị xem một lần nữa cái dòng xe Spear này. Tất cả cái linh phụ kiện và cái bộ chuyển động của nó khá là ok, khá là tuyệt vời và được kèm theo đấy chiết khấu 10% trong tháng 8 này. Các anh chị hãy nhanh tay truy cập vào trang web xe đạp 88.vn để biết thêm thông tin chương trình khuyến mãi của tất cả các dòng xe nhé. Thì mời các anh chị cùng em vào tìm hiểu cái bộ cấu hình của con Spear này nhé. Đây, trước mặt các anh chị đây là mẫu xe đua Spear này, xuất từ trường Nhật các anh chị nhé. Đấy, các anh chị có thể thấy cho em những cái tem này, tem ở trên khung xe này. Đấy, phần ghi đông, trước chỗ phần ghi đông và chỗ phần cọc yên này, hai cái tem xuất từ trường Nhật. Ngoài ra mẫu xe này màu là được trang bị là màu xanh ngọc các anh chị nhá. Nhìn khá là hầm hố, khá là đẹp luôn. Chiết khấu 10% cho mẫu xe này là mẫu xe này đang được trang bị là ba món Seno Class Grid các anh chị nhá. Tay đề lắc khá là xịn sò luôn này. Đấy, thì em muốn nói đó chính là cái khung sườn của chiếc xe này nó khá là nhẹ, bởi vì nó được trang bị là hợp kim rôm siêu nhẹ luôn các anh chị nhá. Đấy, nước sơn của nó thì rất là dày luôn, nước sơn là ba lớp rất là dày và mịn. Em đảm bảo với các anh chị sờ cái con xe này, nhìn bên ngoài nó đảm bảo là nó mê luôn. Đấy, tiếp theo thì cái bộ ghi đông này thì được trang bị là bộ ghi đông xe đua tay sừng. Đấy, em nhấn mạnh về cái bộ chuyển động nha. Bộ chuyển động được trang bị là tay đề lắc này. Những cái dòng tiptur chạy rất compact thì nó sẽ không được trang bị cái tay đề lắc như này, mà nó sẽ kèm theo lên số và xuống số, nó sẽ kèm theo cả cái tay phanh này, nó rất là sử dụng rất là khó nhá. Đó, chiếc xe này trang bị tay lắc khá là ổn. Đây các anh chị, đây là những cái tem em còn chưa bóc này, xe mới chưa bóc tem đây. Là Shimano Class Grid này. Đấy, trước và sau. Cặp phanh thì được trang bị là cặp phanh Bromax các anh chị nhá. Đây, cặp phanh này là cặp phanh phụ này. Cặp phanh phụ này giúp các anh chị, không phải những cái dòng xe nào có cái cặp phanh phụ này mà các anh chị phải lắp thêm, nhưng đối với dòng này thì được trang bị luôn là một cái cặp phanh phụ trước và sau. Khi các anh chị mỏi tay, các anh chị để tay lên như này, để tay trên ghi đông này. Đấy, còn khi nào đua thì các anh chị lại bóp cái phanh trước này, nó rất là nhẹ các anh chị nhá. Đây ạ, nhìn em bóp này, bộ phanh này là của Bromax, bóp rất là nhẹ, sướng hơn cả cái phanh của Techo luôn các anh chị nhá, bóp rất là sướng. Vành thì được trang bị là vành hợp kim nhôm hai lớp các anh chị nhá. Bản này thì không khỏi phải chê rồi, lốp thì được trang bị lốp 700x25c. Căm chiếc xe này thì nó đan rất là thưa này. Đấy, nó đan rất là thưa và thoáng, và những cái lối đan này nó nhìn rất đan rất là dễ nữa các anh chị nhá. Trục thì được trang bị là trục của Quado các anh chị nhá. Đây, trục của Quado đây. Đấy, Mayer trước, Mayer của Quado đây, chạy Bicon đây. Rất là trớn luôn các anh chị ạ, rất là trớn. Về cái bàn đạp cũng vậy, bàn đạp này cũng được trang bị là bàn đạp nhôm siêu nhẹ các anh chị nhá. Quay đạp rất là mịn và trớn. Cái bộ chuyển động thứ hai em nói đến là Seno Class Grid, là cái gạt đĩa các anh chị nhá. Gạt đĩa này. Đấy, gạt đĩa này là trang bị là của Shimano Class Grid. Đùi đĩa nhôm 2 tầng và trục cốt vuông. Chiếc xe này cũng có thể độ được lên trục cốt giống. Nhiều anh chị hỏi là muốn chạy lên trục cốt giống thì có được không, thì em bảo là được các anh chị nhá. Trục cốt giống các anh chị có thể mua bên ngoài, ra bên shop bên em cũng có thể lắp được cho các anh chị. Đùi đĩa 2 tầng, tùy các anh chị độ lên một đĩa hoặc là 3 đĩa hoặc 2 đĩa cũng được. Cụ đề sau đây, cụ đề sau thì được trang bị là cụ đề Shimano Class Grid với 2, 4, 6, 8 tầng lít, lít thẻ 8 tầng các anh chị nhá. Lít thẻ 8 tầng bằng màu trắng. Mayer sau cũng được trang bị là Mayer của Quado. Đấy, cái cấu hình này rất là cao, thương hiệu. Phanh thì trang bị, phanh sau cũng được trang bị là phanh Bromax, phanh má vành các anh chị nhá. Yên chiếc xe này thì nhìn nó rất là thể thao các anh chị nhá. Yên rất là thể thao này. Đấy, yên rất là thể thao, yên của Spear. Cọc yên này thì các anh chị có thể dùng một cái lục để nâng chỉnh cọc yên. Cái chiếc xe này thì nó vẫn đẹp nhất là ở cái bộ khung xe dày, nước sơn dày và mịn.
màu xanh ngọc. Đấy, còn một chiếc duy nhất bên em đang chiết khấu 10% cho mẫu xe này trong tháng này, các anh chị nhanh tay thì rước em nó về nhà nhé. Nếu các anh chị nào ở xa thì có thể liên hệ qua số hotline 0964055166 hoặc 0936307317 để được bên em tư vấn. Và các anh chị muốn biết thêm thông tin chương trình khuyến mãi của tất cả các dòng xe thì hãy nhanh tay truy cập vào trang web xe8.vn để biết thêm thông tin chương trình khuyến mãi tháng này. Cảm ơn các anh chị đã bỏ một chút thời gian để xem theo dõi cái video này của em.